9 quái vật vô cùng kinh dị trong các truyền thuyết của Trung Hoa. Ma quỷ luôn là đề tài được quan tâm trong thế giới tâm linh và được khai thác, chuyển thể thành những bộ phim đặc sắc nhất. Chúng ta thường hay nói với nhau là Ma Thái Lan là những cái bộ phim rùng rợn nhất. Nhưng mà có lẽ nhá, chúng ta đã quên mất rằng Trung Quốc mới chính là cái nôi cho nền văn hóa ở châu Á. Và những cái câu chuyện ma quỷ ở Trung Quốc thì đã kéo dài đến hàng nghìn năm nay rồi. Nơi đây có những loài quái vật khi nhắc đến làm ai cũng phải lạnh tóc gáy, sởn da gà. Video dưới đây chỉ có thể miêu tả bằng một chữ phê, và tất nhiên là chữ E phải kéo dài nữa nhá. Không hoãn ngay sự sung sướng ấy lại, hãy cùng ta khám phá ngay và luôn. 9. Nhân xà. Nhân xà là một loài dị thú. Trong sách Sơn Hải Kinh có miêu tả, nhân xà có thân và đầu rắn, nhưng chân tay thì lại là chân tay người. Nhân xà cao đến 7 thước, toàn thân màu xanh sẫm và đi đứng thẳng giống như con người. Chúng thường tụ tập sống theo bầy và cùng ra ngoài kiếm ăn. Tương truyền là nhân xà rất thích ăn thịt người, nên khi gặp người sẽ cười thật là to, sau đó mới ăn tươi nuốt sống sạch sẽ. Vì là một loài khát máu nên chúng cũng không thương xót cho bất kỳ ai ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cho dù đó có là một đứa trẻ sơ sinh thì nhân xà lại càng thích hơn và càng khao khát muốn ăn thịt cho bằng được. Bởi người dân Trung Quốc giải thích rằng những đứa trẻ sơ sinh khi còn đang bú mẹ ăn những cái thứ trong sạch thuần khiết nhất, máu của bọn trẻ sẽ ngọt chứ không hề tanh chút nào. Nghe những cái câu chuyện về quỷ hút máu hay là ăn thịt người thật là rùng rợn, đúng không? Tuy nhiên vì loài vật này di chuyển rất là chậm, nên nếu ai đó vô tình nghe được tiếng cười của nó thì hãy cứ nghe lời Sơn Tùng MTP mà chạy ngay đi là sẽ thoát nạn nha. 8. Niên. Niên là một con quái vật trong truyền thuyết cổ xưa với hình dáng là một con rồng khổng lồ có 4 chân và sống ở trên núi. Chuyện xưa có kể lại rằng Niên luôn là một cơn ác mộng của mọi người mỗi khi về đêm, vì nó sẽ đến bắt sống dân làng và ăn thịt họ. Ai cũng cố hết sức để có thể chống lại nó, nhưng mà đều vô ích. May mắn thay, ông trời mới nhìn thấy cảnh ngộ dưới trần gian nên đã thu phục con quái và xích nó ở trong núi. Thế nhưng mà chẳng bao lâu sau, con quái vật lại thoát ra. Vì vậy, dân làng đã tập hợp và bàn cách đối phó với con quái vật tàn ác này. Họ sơn tường ở tất cả mọi nơi thành màu đỏ và dán lên trên cửa hình ảnh các vị thánh, rồi chuẩn bị pháo đỏ, vung nồi để tạo tiếng ồn. Đúng như dự đoán, ban đêm con quái vật nó lại mò đến làng. Ngay lập tức, dân làng đem pháo ra đốt, đem chiêng vung ra gõ, khiến cho con quái vật đình tài nhức óc. Cái màu đỏ bao phủ quanh khu làng cùng với hình ảnh hai vị thánh dán khắp mọi nơi, gợi lại ký ức hãi hùng năm xưa, khiến cho nó không chịu nổi mà phải trốn chạy lên núi. Hiện nay thì cứ đến mùa lễ Tết và Trung Thu hàng năm, người dân Trung Quốc lại biểu diễn múa lân, mô phỏng lại cuộc chiến đấu với con quái vật năm xưa. Nếu mà con Niên này đã đủ thỏa mãn bạn rồi, thì hãy tắt video này ngay và luôn nhá. Bởi vì những quái vật ở vị trí tiếp theo sẽ còn đáng sợ hơn rất là nhiều. 7. Giải trãi. Được mệnh danh là cán cân công lý, giải trãi có hình dáng như một con vật kết hợp giữa dê và kỳ lân và đến từ rừng già. Theo truyền thuyết của Trung Quốc, vào triều đại nhà Đường, khi một người phạm trọng tội, giải trãi sẽ ngay lập tức xuất hiện, nhè chiếc răng dài, cặp sừng sắc nhọn để nhai sống phạm nhân, hoặc là húc họ cho đến chết. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu người nào bị khép tội oan, giải trãi sẽ bảo vệ, khẩn cầu sự giải thoát cho họ. Vì vậy, ở Trung Quốc thời xưa, ở mỗi công đường đều có hai con giải trãi ngự ở hai bên. Và có một cái điều đặc biệt, giải trãi thì là khắc tinh của những vong hồn chưa được siêu thoát, mà lại có những hành vi làm hại người tốt. Bởi vậy, chốn công đường luôn liêm khiết, thanh bạch. Anh em có biết vì sao trong bộ phim cổ trang Trung Quốc, ở nhà quan lại thường xuất hiện cặp giải trãi này chưa? Lúc đầu không biết, Taka lại cứ nghĩ đây là một cặp sư tử đá, để mà trang trí cho oai cơ đấy. 6. Kiểu phụng.
được thờ cúng như một vị thần bởi người dân cổ đại của tỉnh Hồ Bắc. Kiểu phụng được coi là một con phượng hoàng. Nhưng mà đây cũng chính là sinh vật đáng sợ nhất trong tất cả những truyền thuyết về con quái vật mang hình dáng loài chim. Theo truyền thuyết Trung Quốc, lý do ai ai cũng sợ con phượng hoàng này đó chính là nó có đến 9 cái đầu. Kiểu phụng được tôn kính như một con vật linh thiêng trong thời gian từ năm 475 đến năm 221 trước công nguyên ở nước Chu. Loài chim này có siêu năng lực, có thể biến khuôn mặt của nó sao cho giống y hệt con người. Nó sẽ trưng cái bộ mặt đấy bay đi khắp mọi nơi và theo dõi loài người. Đầu tiên thì mọi người có vẻ là không sợ kiểu phụng cho lắm. Nhưng mà nếu suốt ngày bị một con chim với 9 cái đầu người nhìn chằm chằm vào mình thì ai mà chẳng hoảng sợ, đúng không? Ai gan dạ thế nào thì tôi không có biết, chứ nếu là mình thì chắc là tè ra quần vì sợ hãi mất rồi. Nghĩ mà xem, một con chim, vấn đề là nó có mặt người, không kinh sao được cơ chứ. Bạn thấy con chim này như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình ở dưới video này nhé. 5. Thảo thiết. Thảo thiết là một trong tứ đại hung thú ở thời thượng cổ của Trung Hoa. Loài sinh vật này được miêu tả trong Sơn Hải Kinh có hình dạng một con dê mang khuôn mặt người. Hai mắt thì nằm dưới nách, răng hổ móng người và tiếng kêu giống tiếng trẻ con. Thảo thiết là loài mãnh thú có sức mạnh to lớn nhưng tính tình hung dữ, tham lam vô độ và rất là thích ăn thịt người. Thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và Tả Truyện thì thảo thiết là một trong tứ hung, gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cung Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất là tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng. Sách Thần Dị Kinh kể về loài này cũng rất đáng sợ. Ở phía tây nam có giống người thân mình nhiều lông, trên đầu có đội con lợn, tham lam độc ác, tích lũy của cải mà không dùng, giỏi cướp tóc lúa của người. Sách Sơn Hải Kinh cũng có miêu tả về loài thú này như sau. Ở núi Câu Ngô, trên núi có nhiều ngọc, dưới núi có nhiều đồng. Có một loài thú ở đó. Hình dạng của nó là mình dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng như hổ, móng tay chân như người. Tiếng của nó như tiếng trẻ con, có tên là Bào Hào, là một giống ăn thịt người. Thuở xưa thì Thao Thiết được nhắc tới như một loài kỳ thú riêng biệt. Sau này thì tới nhà mình, lần đầu tiên mới được liệt kê trong 9 đứa con của rồng. 4. Cung Kỳ. Cũng giống như Thao Thiết, Cung Kỳ được xếp vào tứ đại hung thú thời thượng cổ. Cung Kỳ là ác thần thượng cổ của Trung Quốc, có dáng như trâu, ngoại hình như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, mọc cánh nữa. Cung Kỳ có tiếng kêu giống chó, ăn thịt người. Nghe nói là Cung Kỳ thường xuyên bay đến những nơi đánh nhau để ăn mỗi người tốt. Còn nếu mà có người làm việc ác, Cung Kỳ sẽ bắt dã thú tặng cho kẻ đó, đồng thời cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu hơn nữa. Cổ nhân thì cũng hay gọi những kẻ xa quân tử gần tiểu nhân hay có ý đồ bất chính là Cung Kỳ. Về sau, Cung Kỳ còn dùng để ví von những người bội bạc. Thế nhưng Cung Kỳ cũng có mặt có ích. Trong những nghi thức trừ quỷ, có 12 loại ác quỷ mãnh thú, xưng là thập nhị thần thú. Cung Kỳ chính là một trong số đó. 3 thì đó chính là Chiến Thần Hình Thiên. Hình Thiên là một trong số các đại ma thần đứng về phía Sivu trong đại chiến Cửu Lê Hoa Hạ. Theo truyền thuyết, Hình Thiên chỉ là một chiến binh vô danh, từng làm đại thần dưới thời Viêm Đế cai trị toàn cõi thiên địa, rất thích ca hát thờ phú. Sau này đại chiến với Hiên Viên Hoàng Đế, đánh đến bất phân thắng bại, xong lại vì sơ sẩy mà bị Hoàng Đế chặt đầu. Oán khí của Hình Thiên lớn đến nỗi, dù là bị chặt đầu, hắn vẫn không chết mà mới lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, hai tay tiếp tục cầm búa quyết chiến tiếp. Cuối cùng Cửu Tiên Huyền Nữ buộc phải can thiệp mới khiến Hình Thiên ngã xuống. Đầu của Hình Thiên được táng ở Thường Dương Sơn Lộc. Anh em thấy khủng chưa? Chiến với Hiên Viên Hoàng Đế, vị vua sáng tạo ra mọi thứ trong thần thoại của Trung Quốc, mà lại còn đánh ngang tay, bị chặt mất đầu rồi vẫn oánh nhau tiếp được. Thế nên danh xưng Chiến Thần Hình Thiên quả là không sai một chút nào. Bạn có ý kiến thế nào?
để lại bình luận cho tất cả biết với nhau. Thêm vào đó là đừng rời mắt khỏi video này, bởi cái nhân vật ở vị trí số 1 ấy chắc chắn là sẽ khiến bạn phải ngã ngửa. 2. Quỷ chết oan. Những người chết một cách oan uổng thì linh hồn họ sẽ không được siêu thoát và sẽ biến thành một con ma. Những câu chuyện về các bóng ma đã được lưu truyền ở Trung Quốc ngay từ thời nhà Chu và được ghi lại trong văn bản lịch sử Tà Truyện. Vì không thể nào siêu thoát, cũng không được tái sinh, nên chúng đi lang thang khắp mọi nơi và than thở với cái chết oan uổng của mình. Một số người kể lại rằng những con ma này từng cố tiếp cận và đưa cho họ manh mối về cái chết tức tưởi của chúng năm xưa. Những người được báo mộng sẽ cố gắng tìm mọi cách để minh oan, đòi lại công lý cho linh hồn xấu số đó. Nhắc đến đây thì Taka lại nhớ đến mấy cái bộ phim phá án mà cô hồn ma cầu cứu. Thử tưởng tượng nếu mình mà có hồng phước được ai đó báo mộng cho mấy con số thì có phải là bây giờ giàu to rồi không? Đừng có mà về than thở oan ức, chứ tôi ngất luôn trong giấc ngủ đấy. Có cho thì cho số đề thôi, đúng không anh em? Và ở vị trí đầu tiên trong video này, đó chính là cương thi. Cương thi được biết đến như một xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, cũng giống như là ma cà rồng hay zombie ở phương Tây. Theo như truyền thuyết, ban ngày thì cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn nấp tại những nơi tối tăm nhà hàng động. Đến đêm thì lại đi lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Nó giết chết mọi sinh vật sống để mà hấp thụ khí, dương khí hay là nguyên khí, tức là cái cốt lõi tạo nên sự sống. Học giả đời Thanh là Kỷ Hiểu Lam đã đề cập trong cuốn sách Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký của mình rằng các nguyên nhân một xác chết hồi sinh có thể xếp vào hai nhóm. Một là những người mới chết trở về với cõi dương, hai là những xác chết lâu ngày không phân hủy. Một số nguyên nhân khác được miêu tả dưới đây: thành phần hóa học ở trong đất của bãi tha ma không phù hợp cho sinh vật sống, vì thế không có vi khuẩn để mà giúp phân hủy xác chết. Tóc và móng của tử thi vẫn tiếp tục phát triển, cho thấy là không có dấu hiệu rõ ràng của quá trình phân hủy. Theo thời gian, nếu không được xử lý, xác chết sẽ hóa thành một cương thi. Trên thực tế, phần da thịt của xác chết sẽ teo dần lại và dần để lộ ra phần tóc và móng tay vốn được giấu dưới lớp da thịt, tạo cảm giác tóc và móng tay đang phát triển. Có 4 cách để biến thành cương thi. Thứ nhất, sử dụng ma thuật siêu nhiên giúp cải tử hoàn sinh. Thứ hai, chiếm hữu thân xác của kẻ chết bằng cách nhập hồn. Thứ ba, xác chết hấp thụ đủ khí dương và tái sinh. Thứ tư, người bị chôn sớm khi mà còn chưa chết hẳn. Người mà bị một cương thi làm bị thương và nhiễm một cái loại tương tự như kiểu virus cương thi ấy, dần dần theo thời gian sẽ thay đổi thành cương thi, nhờ đã thấy trong bộ phim Cương Thi Tiên Sinh. Thân xác con người thì bị chi phối bởi 3 hồn 7 phách. Học giả đời Thanh là Viên Mai trong cuốn sách Tử Bất Ngữ của mình đã viết rằng hồn của một người vốn dĩ tốt, nhưng phách của họ thì là ác. Hồn thì khôn ngoan, nhưng mà phách thì rốt nát. Cái phần hồn rời khỏi xác thịt sau khi chết, nhưng mà phách vẫn còn lại và giành quyền kiểm soát thân thể. Khi ấy, người chết sẽ trở thành cương thi. Khi mà linh hồn của một người không thể rời khỏi thân xác sau khi chết do chết oan, tự tử hoặc đơn giản linh hồn đấy chỉ muốn phá phách, người chết mà không được chôn cất, kể cả sau khi đám tang đã được cử hành, xác chết sẽ hồi sinh sau khi bị sét đánh hoặc bị một con mèo nhảy qua quan tài. Cương thi xuất hiện vào lúc trời tối, khuya hay đêm trăng tròn, vì khi đó âm thịnh dương suy và ánh trăng sẽ giúp cương thi trở nên mạnh hơn nữa. Chúng ngủ, hay nói cách khác là chìm vào trong trạng thái tĩnh lặng vào ban ngày, vì các cương thi loại vô ý thức, không chịu nổi ánh nắng mặt trời. Trừ khi đó là cương thi có ý thức hoặc là cương thi quỷ. Tuy nhiên, cương thi cũng khá là sợ mùi tỏi, cho nên ta có thể dùng tỏi để kháng lại cương thi. Ngoài ra còn một số vật dụng tâm linh có thể dùng để kháng cương thi nữa. Cương thi cũng sợ hình ảnh của mình trong gương, nên ta có thể dùng gương chiếu vào mắt của nó. Điều này sẽ làm cương thi sợ và tránh đi. Cương thi nhận dạng con người bằng hơi thở, cho nên dù bạn có là người hay xác chết,
chỉ cần bạn có hơi thở của con người, cường thì sẽ lao tới tấn công bất kỳ vật nào có hơi thở đó. Cho nên cách chống lại cường thì chính là nín thở. Ngoài những cách trên, chuông nhỏ, đồ vật bằng đồng, gạo nếp, đào mộc kiếm, kim tiền kiếm cũng có thể trị được cường thi. Không biết là anh em thế nào chứ xem phim cường thi thì mình chỉ dám xem phim hài cường thi thôi. Chứ còn kiểu ma mãnh kinh dị thì không dám. Cứ sợ tối mình đang ngủ, có ai đó khẽ khẽ nhảy vào rồi dùng tay sờ cổ. Nghĩ thôi đã thấy sợ vãi cả đái giờ rồi. Và video đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nha. Chân anh cảm ơn anh em.